Ơ chị Nhung ơi, ngày xưa em có trắng không? Ngày xưa em trắng đúng không? Thế à? Trắng như bạch tuyết ý. Ừ, bà không, nhưng mà em trắng là trắng xanh đúng không? Trắng xanh. Không, không phải trắng hồng. Trắng rồi, trắng xanh, trắng rổ. Trắng rớt. Trắng rớt ý. Trắng rớt. Ừ, trắng rớt. Cái bà tươi cường ấy, bà suốt ngày đó bà trắng, trắng tuyết ý nhỉ. Tươi cường ấy. Nó kêu là chưa. Không có dám ăn nhiều thật. Em ăn 4 năm bữa rồi. Đây, miếng cuối cùng của bà. Ôi, mặt đây, mặt đây. Bạn đây này, bạn này to hơn này. Đây này, đối thủ của đây. Bạn này nhìn thấy bạn này thì bạn này khóc. Đây này. À, đây này, đây này. Bạn ơi. Giờ ăn đêm một lâu thai đêm rồi. Bạn này đầu vẹt giống bạn chưa? Bạn này cũng đầu vẹt này. Bạn đi đâu mất rồi? Bạn này ít tháng hơn thì sao ấy? Sao? Bạn này được sao? Bạn này ít tháng hơn sao? Trông non lắm. Không. Đã bạn... cho bố đứng mẹ rồi đó. Một tháng mặn rồi. Chắc kém 1-2 tháng thôi. Bạn này sao? Bạn này sao? Bạn này thì kinh rồi. Kinh rồi, kinh rồi, kinh rồi, kinh rồi. Kinh rồi. Kinh rồi. Cấu ấy. Cấu phát nhá. Cấu phát nhá. Cho bác cấu cái nhá. Cấu cái nhá, cúng cái nhá, cúng cái nhá. Ôi. Ôi, được miếng khoai to.